Trân trọng chào mừng quý vị đại biểu, khách quý đã có mặt ngày hôm nay tại buổi báo cáo về quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi báo cáo hôm nay sẽ tập trung vào 4 nội dung chính. 1. Giới thiệu chung, tầm nhìn, mục tiêu cho đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, tầm nhìn năm 2040. 2. Các chiến lược phát triển chính để đạt được các mục tiêu phát triển cho thành phố Thủ Đức. 3. Các chiến lược phát triển không gian và thiết kế đô thị. 4. Định hướng quy hoạch các hạ tầng kỹ thuật chủ chốt. Trước tiên là một số nội dung cơ bản và mục tiêu cho đồ án quy hoạch. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ khu vực thuộc địa giới hành chính của thành phố Thủ Đức với tổng diện tích tự nhiên khoảng 21.156,9 ha và được giới hạn như sau. Phía đông giáp thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Phía tây giáp quận 12, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh và quận 1. Phía nam giáp quận 4, quận 7 và huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Phía bắc giáp thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Như vậy, thành phố Thủ Đức nằm ở vị trí chiến lược là trung tâm của toàn vùng với nhiệm vụ trở thành trung tâm sáng tạo đổi mới dựa trên nền kinh tế tri thức và là đầu mối kết nối trung tâm hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh với các khu vực phát triển mới khu cảng hàng không quốc tế Long Thành và là động lực phát triển mới cho toàn vùng trọng điểm kinh tế Nam Bộ. Theo quyết định số 1538 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 16 tháng 9 năm 2021, đến năm 2040, thành phố Thủ Đức sẽ cần phấn đấu nâng cấp các khu vực đô thị động lực hiện hữu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức gắn với chức năng chính của đô thị sáng tạo tương tác cao như khu đô thị mới Thủ Thiêm là trung tâm công nghệ tài chính, khu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghệ giáo dục, khu công nghệ cao là trung tâm sản xuất tự động và khu vực cảng quốc tế Cát Lái là trung tâm dịch vụ hậu cần kết nối giao thông vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàn thiện hệ thống giao thông và hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông ICT nhằm gia tăng tính kết nối, tương tác giữa 4 khu vực đô thị động lực hiện hữu kết hợp với bổ sung các trung tâm mới để hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo có tính lan tỏa, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị phát triển theo hướng đô thị thông minh, sáng tạo, tương tác cao. Từng bước hoàn thành hệ thống hạ tầng kết nối với các quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài các buổi làm việc với các sở ban ngành để trao đổi các vấn đề kỹ thuật, nhiều buổi tọa đàm với chính quyền địa phương, với doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cũng như các buổi hội thảo với các chuyên gia hàng đầu tại nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp làm rõ hơn các mong muốn, ý tưởng, tầm nhìn cho thành phố Thủ Đức. Từ những con người và những tổ chức tâm huyết nhất với sự phát triển của thành phố, để từ đó đưa ra các định hướng và bước đi phù hợp về mặt pháp lý, cũng như về mặt thị trường và xã hội. Ngoài ra, thành phố Thủ Đức cũng là thành phố đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nền tảng công nghệ để thu thập ý kiến cộng đồng qua trang web góp ý quy hoạch, mang lại sự tương tác rộng hơn và gần hơn với người dân trong quá trình làm đồ án. Từ đó, tầm nhìn cho thành phố Thủ Đức sẽ là Thủ Đức tiên phong, đô thị sáng tạo dẫn đường đổi mới, mang lại chất lượng sống cao và kinh tế phát triển với 3 trọng tâm chính cần đạt được. Đô thị loại 1 trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo mô hình sáng tạo, tương tác cao. Trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học công nghệ và hợp tác phát triển. Đầu mối kết nối trung tâm hiện hữu với các chức năng trọng điểm phía đông. Từ các cơ sở pháp lý, các đóng góp của chính quyền, sở ban ngành, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân, 4 kỳ vọng lớn cho sự phát triển của thành phố Thủ Đức bao gồm nền kinh tế ứng dụng công nghệ cao, phát triển trung tâm tài chính công nghệ, công nghiệp hiện đại, các ngành nghề kinh tế điện tử, trung tâm giao thông và giao thương của vùng, phát triển hạ tầng giao thông kết nối Thủ Đức với các trọng điểm kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh và trong khu vực. Trọng điểm sáng tạo của thành phố Hồ Chí Minh, phát triển hệ sinh thái sáng tạo với các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, liên kết trường học và doanh nghiệp, hợp tác công tư. Xã hội văn minh, chất lượng sống cao, đa dạng văn hóa, kiến tạo một xã hội kiểu mẫu với sự tham gia tích cực của cộng đồng và doanh nghiệp với sự nghiệp phát triển của thành phố. Để đạt được các mục tiêu phát triển này, thành phố Thủ Đức sẽ cần đề ra các chiến lược phát triển chính. Về chiến lược bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên đặc trưng. Sử dụng hợp lý các quỹ đất có vị trí phù hợp, không gian mở, đất thấp để phát triển hạ tầng chống ngập. Do thành phố Thủ Đức có nhiều quỹ đất trũng, có nguy cơ ngập lụt cao, nên việc sử dụng quỹ đất cần tối ưu được không gian hiện hữu, đồng thời đảm bảo được việc phát triển bền vững trong tương lai. Bảo vệ các đặc trưng thiên nhiên của thành phố như hệ thống sông nước, kênh rạch bằng việc kết nối hệ thống kênh rạch,
tổ chức các công viên công cộng, đồng thời có tác dụng là các hành lang bảo vệ sông, tạo môi trường cho các hoạt động giao lưu công cộng, giải trí, kinh tế, bến thuyền tại bờ sông, nhằm tạo điểm nhấn đặc trưng cho thành phố. Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông xanh. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố. Kiểm soát các hoạt động dự án phát triển đô thị để tích hợp chức năng trữ nước, tận dụng và kết nối các khu vực không gian xanh trong các dự án phát triển các khu chức năng đô thị và các dự án phát triển các khu đô thị để triển khai các hệ thống hồ điều hòa, không gian tích trữ nước. Về chiến lược phát triển văn hóa xã hội, để dành đất cho các hoạt động giáo dục chuyên nghiệp và nghiên cứu, đặc biệt là các khu vực đất công hoặc các khu đất nhà nước có khả năng thu hồi, nhằm phát triển mạnh kinh tế tri thức, phát triển các cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao. Xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích tư nhân cung cấp nhà ở và văn phòng giá rẻ, nhằm đảm bảo việc phát triển song hành với việc nâng cao đời sống xã hội, chất lượng cuộc sống người dân thu nhập thấp và tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiếp tục phát triển một số hoạt động công nghiệp tiên tiến làm nền tảng kinh tế và tạo việc làm bền vững tại các khu công nghiệp hiện hữu, thúc đẩy đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện giúp người dân chuyển đổi ngành nghề phù hợp với yêu cầu trong bối cảnh phát triển mới. Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực của quá trình phát triển đến các cộng đồng dân cư và các khu đô thị đã hình thành, đồng thời các giải pháp quy hoạch hướng tới việc tạo cơ hội phát triển hoặc chủ động tham gia vào quá trình phát triển của các thành phần dân cư hợp pháp trong thành phố. Ưu tiên đầu tư vào hạ tầng công cộng ở các khu dân cư hiện hữu và các khu vực hiện có xu hướng tập trung nhiều dân cư có thu nhập thấp. Về chiến lược bảo tồn di sản đô thị và thiên nhiên cho thành phố Thủ Đức, kết hợp với hệ thống sinh thái sông nước, kết nối di sản cùng các công viên đô thị lớn, bảo vệ các di sản đã được xếp hạng, tôn trọng và gìn giữ các di sản cộng đồng, đặc biệt ở các khu dân cư lâu đời, tạo kết nối liền mạch với các di sản hiện hữu và các khu vực văn hóa đô thị tương lai nhằm kết hợp mới và cũ. Về chiến lược phát triển kinh tế bền vững, tập trung phát triển các ngành mang tính động lực cao không chỉ riêng cho thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh mà cho toàn vùng và cho toàn quốc. Phát triển các ngành kinh tế sạch, công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, không tham dụng lao động giản đơn, đặc biệt trong bối cảnh hậu Covid-19 và biến đổi khí hậu. Phát triển mạnh việc hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo tại thành phố Thủ Đức. Để có được nguồn lực tài chính phát triển không gian xanh cho thành phố, đề xuất ưu tiên bố trí công viên công cộng ở các khu vực phát triển đô thị mới nhằm thu hút nguồn lực tài chính tư nhân. Về chiến lược phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao, tổ chức các tuyến cảnh quan, hành lang phát triển Đông Tây, Bắc Nam, tạo sự tương tác giữa các trọng điểm phát triển khác nhau, cũng như giữa các cộng đồng dân cư. Phương án giao thông công cộng và phương án giao thông đường bộ, đường thủy kết nối các trọng điểm phát triển, tạo ra sự kết nối giữa các hệ sinh thái sáng tạo. Phát triển một trung tâm, hai trung tâm thứ cấp và các trung tâm cho mỗi phân vùng phát triển nhằm tạo ra các không gian công cộng, không gian sáng tạo chung cho toàn thành phố, phân bổ đều khắp thành phố Thủ Đức. Các hạng mục sử dụng đất hỗn hợp, đa chức năng nhằm tăng tính tương tác giữa các hợp phần khác nhau. Hạ tầng thông tin liên lạc, đô thị thông minh nhằm tăng cường kết nối cho thành phố. Về chiến lược phát triển đô thị thông minh, việc phát triển đô thị thông minh sẽ giúp thành phố Thủ Đức giải quyết các vấn đề chính sau. Đẩy nhanh hiệu suất hoạt động kinh tế, kết nối dễ dàng các hoạt động kinh tế, giáo dục, quản lý, sáng tạo. Tăng cường hiệu quả việc phát hiện, quản lý, kiểm soát các vấn đề đô thị. Giải pháp công nghệ cho Thủ Đức sẽ gồm 4 lớp hạ tầng chính, hệ thống cảm ứng IoT, mạng lưới kết nối, hệ thống xử lý dữ liệu và các ứng dụng cho người dùng, kết nối hạ tầng đô thị với con người, ứng với 3 nhóm giải pháp tích hợp cho các lĩnh vực môi trường, giao thông và giáo dục. Về chiến lược phát triển công trình công cộng và không gian cây xanh công cộng, xây dựng cơ chế thưởng hệ số sử dụng đất đối với các khu vực phù hợp để khuyến khích các chủ sở hữu quyền sử dụng đất, hiến đất để xây dựng các công trình công cộng, sân chơi, vườn hoa công cộng, mở đường giao thông hoặc xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Đối với các khu đất xây dựng công trình cao tầng,
cho phép tính diện tích cây xanh, sân chơi trong nhóm công trình cao tầng có nhà ở mà không bị chia cắt bởi giao thông cơ giới, thay thế cho chỉ tiêu cây xanh đơn vị ở tương ứng với quy mô dân số mà có thể thuận lợi tiếp cận với quỹ đất sân chơi. Các bước điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết tiếp theo cần rà soát tính khả thi của các quỹ đất xây dựng công trình công cộng và cây xanh công cộng trong đơn vị ở đã bố trí trong các quy hoạch đã được phê duyệt trước đó để điều chỉnh cho phù hợp và có thể dự báo quỹ đất sẽ được tăng thêm do được các chủ sở hữu quyền sử dụng đất hiến cho quỹ đất công. Khuyến khích phát triển công trình công cộng, đặc biệt là trường học, y tế theo hình thức xã hội hóa và bổ sung thêm các quỹ đất xây dựng các công trình này trong các khu đô thị đa chức năng. Về chiến lược kiểm soát ngập và xâm nhập mặn, giảm thiểu rủi ro biến đổi khí hậu, hình thành 4 vùng nguy cơ. Vùng an toàn là vùng có địa hình cao, ít bị tác động bởi ngập lụt do nước sông dâng cao, tuy nhiên vẫn có nguy cơ ngập tạo ra bởi dòng chảy mặt do mưa lớn. Vùng bảo vệ là vùng có địa hình thấp nhưng hiện trạng có mật độ tập trung cao về dân số và tài sản giá trị nên cần được bảo vệ khi mực nước trên sông dâng cao gây ngập. Vùng thích ứng là vùng hiện trạng ít phát triển, có địa hình thấp, tuy nhiên trong tương lai có sự tập trung cao về dân số và tài sản, định hướng ứng dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, ít tác động môi trường. Vùng sinh thái là vùng có địa hình thấp và thường xuyên bị ngập nhưng lại đóng vai trò là lá phổi xanh điều hòa không khí cho toàn khu vực. Hình thành 3 lớp kiểm soát ngập. Lớp bảo vệ là lớp nền tảng. Các giải pháp được đề xuất hướng đến mục tiêu đảm bảo hệ thống tiêu thoát nước và chống ngập vận hành trong điều kiện bình thường theo tiêu chuẩn thiết kế được quy định. Lớp thích ứng hướng đến mục tiêu tăng khả năng thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu cho hệ thống tiêu thoát nước và chống ngập. Lớp giảm thiểu thiệt hại hướng đến giảm thiểu các thiệt hại gây ra bởi các sự kiện gây ngập cực đoan vượt qua các tiêu chuẩn thiết kế. Ngoài các chiến lược đối xử chính, hành lang kiểm soát triều giúp tạo không gian phối kết hợp nhiều giải pháp hạ tầng phục vụ mục tiêu kiểm soát ngập và mặn. Đối với các khu vực cần có hành lang bảo vệ để chống ngập, hồ điều tiết là giải pháp chính để trữ dòng chảy tràn do mưa, giảm nguy cơ ngập do mưa lớn khi mực nước sông và triều cường lên cao. Hồ điều tiết có thể là các hệ thống kênh, rạch, ao và hồ hiện trạng, các không gian mở trũng có khả năng trữ nước như công viên. Hồ điều tiết xây mới có thể ở dạng ngầm hoặc hở. Việc chống ngập lụt tại Thủ Đức sẽ áp dụng công nghệ thông tin để quản lý nước bằng hệ thống thông minh. Về quy hoạch san nền, công tác quy hoạch san nền và thoát nước cho thành phố Thủ Đức được thực hiện thông qua việc phân chia thành phố thành 10 lưu vực kiểm soát ngập tương ứng với 170 tiểu lưu vực tiêu thoát nước. Các lưu vực, thủy hệ và giải pháp giảm ngập sau đó được mô hình hóa qua mô hình thủy lực số. Việc xây dựng mô hình cho phép đánh giá hiệu quả các giải pháp giảm ngập và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho toàn thành phố. Các giải pháp chống ngập đề xuất bên cạnh việc tận dụng hệ thống hạ tầng hiện trạng thì cũng đề cao phát triển các giải pháp hạ tầng xanh và giải pháp dựa vào thiên nhiên nhằm tăng khả năng thẩm thấu và trữ dòng chảy mặt của đô thị như phát triển các công viên tuyến tính dọc các hệ thống sông ngòi có khả năng trữ nước khi xảy ra sự kiện ngập. Ngoài ra, các sông ngòi tự nhiên được tận dụng tối đa làm hồ điều hòa thông qua các cống ngăn triều. Cao độ san nền được xác định dựa trên nhiều kịch bản xả lũ, mưa, triều dâng và các tác động của biến đổi khí hậu. Cao độ này được sử dụng để quy định cho các khu vực phát triển mới. Trong khi đó, các khu vực phát triển hiện hữu có cao độ nền thấp hơn mực nước ngập đã có hệ thống hành lang chống ngập bảo vệ. Mô hình TOD nhằm tập trung nhu cầu giao thông dọc hành lang gồm người dân sinh sống, làm việc tại các khu đô thị mật độ cao dọc tuyến, phát triển các tuyến giao thông công cộng sức chở lớn, hạn chế phát sinh nhu cầu giao thông phân tán, sẽ khuyến khích sử dụng phương tiện cá nhân gây ùn tắc giao thông và giảm chất lượng sống khu đô thị. Mô hình TOD cũng giúp thu hút đầu tư tư nhân thúc đẩy phát triển đô thị, các công trình phức hợp, khu dân cư mật độ cao do nhu cầu tập trung và khuyến khích đầu tư tư nhân kết hợp phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng công cộng. Cụ thể, cần cho phép xây dựng mật độ cao dọc hành lang tuyến đường sắt, vị trí các nhà ga trung chuyển, khu vực depot tại các tuyến giao thông công cộng khối lượng lưới quy hoạch. Các điểm trung chuyển chính: bến xe miền Đông tại quận Long Bình, nhà ga Bình Triệu, nhà ga trung tâm Thủ Thiêm, nhà ga công nghệ cao và ga depot tại khu Tam Đa. Các khu vực depot,
Chibo tuyến đường sắt tốc độ cao tại Tam Đa, Chibo tuyến MRT 3B tại Hiệp Bình Phước, tận dụng phần diện tích phía trên Chibo phát triển các khu phức hợp và thương mại. Các nhà ga dọc tuyến đường sắt đô thị cho phép gia tăng mật độ xây dựng khu vực lân cận, tăng cường kết nối trực tiếp với các khu vực phức hợp phát triển. Để tối ưu hiệu quả của mô hình TOD, cần bố trí mạng lưới giao thông công cộng với nhiều điểm giao, khuyến khích phát triển các khu trung tâm đô thị hỗn hợp, trọng tâm là văn phòng, dịch vụ và nhà ở, với hệ số sử dụng đất cao, tạo ra các trọng điểm phát triển lớn dọc các hành lang giao thông công cộng. Phần 3. Về chiến lược phát triển không gian, thiết kế đô thị. Phát triển nhanh qua các trung tâm đô thị và các trọng điểm phát triển tạo sức lan tỏa cao, bao gồm 10 trọng điểm phát triển tại các nơi có quỹ đất công lớn và các quỹ đất thuận lợi chuyển đổi. Kiến tạo các trung tâm đô thị chính và thứ cấp nhằm phát triển tương đối đồng đều toàn khu đô thị Thủ Đức. Với một đô thị quy mô 3 triệu dân sau năm 2040, thành phố Thủ Đức sẽ cần phát triển một trung tâm hành chính và hai trung tâm thứ cấp nhằm cung cấp được đầy đủ hạ tầng dịch vụ, kinh tế, việc làm. Các trung tâm đa chức năng có bao gồm nhà ở, trong đó thương mại, dịch vụ là những chức năng chính. Đồng thời, tạo ra các động lực phát triển trải khắp thành phố. Các trung tâm đề xuất hiện hữu bao gồm trung tâm chính ở Thủ Thiêm, Thảo Điền, An Phú, trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là trung tâm của Thủ Đức. Hai trung tâm thứ cấp là khu vực Trường Thọ kết nối với khu Rạch Chiếc về phía Nam và khu chợ Thủ Đức về phía Bắc, kết hợp các yếu tố mới và cũ. Khu vực thứ hai là khu đô thị sông nước Long Phước, khu trung tâm phát triển mới phía đông của thành phố Hồ Chí Minh, có kết nối tốt với sân bay mới Long Thành và các khu công nghiệp đô thị của Đồng Nai. Đây sẽ là ba động lực phát triển chính cho toàn thành phố Thủ Đức, đảm bảo việc định hướng phát triển tương đối cân bằng trong các khu vực của thành phố. Ngoài ra, hình thành các khu trung tâm khu vực gắn với các phân vùng phát triển của thành phố. Thủ Đức được chia thành 8 phân vùng phát triển với các đặc trưng đô thị riêng biệt với đa dạng các chức năng phát triển. Khu vực số 1, khu đô thị trung tâm bao gồm bán đảo Thủ Thiêm, Thảo Điền, An Phú. Khu vực số 2, khu đô thị cửa ngõ về phía Tây Bắc của thành phố Thủ Đức là khu đô thị Hiệp Bình. Khu vực số 3, về phía Nam là khu đô thị ven sông Phương Nam, bao gồm các khu tiêu biểu như Thành Mỹ Lợi và khu đô thị Cảng Cát Lái. Khu vực số 4, khu đô thị tương lai Trường Thọ, Rạch Chiếc. Khu vực số 5, khu đô thị lịch sử Thủ Đức, bao gồm khu Linh Trung. Khu vực số 6, khu đô thị Trường Phú, bao gồm khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực số 7, khu đô thị sinh thái Long Phước, Tam Đa. Khu vực số 8, khu đô thị Long Bình, gồm sân gôn Long Bình và công viên văn hóa lịch sử dân tộc. Về 10 trọng điểm phát triển, đảm bảo đô thị chất lượng cao, sáng tạo, đa chức năng khắp thành phố. Kiến tạo các trọng điểm phát triển nhằm kích thích kinh tế, sáng tạo, đổi mới. Thành phố Thủ Đức định hướng phát triển 10 trọng điểm phát triển, trọng điểm sáng tạo để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế số và kinh tế sáng tạo cho thành phố Thủ Đức. Các khu vực trọng điểm này được lồng ghép trong các phân vùng phát triển và các phân khu quy hoạch bao gồm 1. Trung tâm đô thị tài chính Thủ Thiêm. 2. Đô thị cảng và thương mại dịch vụ Cát Lái. 3. Khu dịch vụ thể dục thể thao Rạch Chiếc. 4. Trung tâm đô thị mới Trường Thọ. 5. Khu công viên và đô thị Tam Bình, Tam Phú. 6. Khu sản xuất kinh doanh và đào tạo Linh Trung. 7. Khu sản xuất công nghệ cao, kinh doanh và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. 8. Khu vực đô thị Long Bình và công viên văn hóa lịch sử. 9. Khu đô thị công nghệ cao số 2, công viên khoa học công nghệ. 10. Khu trung tâm đô thị dịch vụ và sinh thái Long Phước, Tam Đa. Về khung thiết kế đô thị cho 10 trọng điểm phát triển tích hợp với hạ tầng xanh, tạo động lực phát triển khu hiện hữu, đồng thời tôn vinh các di sản thiên nhiên, văn hóa, đặc trưng sông nước của thành phố Thủ Đức. Chiến lược thiết kế không gian mở tại Thủ Đức sẽ ưu tiên kết nối mảng xanh, giữ đặc trưng đô thị sông nước và kết hợp hệ thống công viên với hệ thống hồ điều hòa. Cảnh quan sông nước là yếu tố đặc trưng của Thủ Đức. Hệ thống các trung tâm đô thị được gắn liền với cảnh quan ven sông, tạo nét bản sắc cho đô thị. Không gian ven sông được kết hợp để vừa làm khoảng hành lang dọc sông, vừa bố trí tạo thành các dải công viên cảnh quan, kết hợp dịch vụ phục vụ cho các cư dân. Ngoài ra, hệ thống công viên ven sông, suối, kênh rạch còn là yếu tố hỗ trợ việc thoát nước,
chống ngập lụt được kết hợp cùng với các hồ điều hòa tạo thành mạng lưới xanh len lỏi khắp Thủ Đức. Bộ dân cư tại thành phố Thủ Đức dựa trên 8 phân vùng đặc trưng. Toàn thành phố Thủ Đức được quy hoạch phân bố dân cư theo 36 khu vực quy hoạch và theo các nguyên tắc sau. Ưu tiên phân bổ dân số với mật độ cao tại các khu vực trọng điểm phát triển như khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu đô thị mới Trường Thọ, các khu vực còn quỹ đất phát triển dọc theo các trục đường chính đô thị như xa lộ Hà Nội, metro số 1, đường vành đai 2, vành đai 3, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, quốc lộ 1, đường Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, v.v. và đặc biệt là dọc theo các hành lang giao thông công cộng quy mô lớn. Phân bổ thêm dân số tại các khu vực còn quỹ đất phát triển, các khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hiện hữu xen cài trong khu dân cư cần phải di dời, các khu vực đất của tổ chức cá nhân trước đây quy hoạch đất dân cư xây dựng mới nhưng chưa triển khai đầu tư và còn khả năng đáp ứng hạ tầng xã hội. Phân bổ tăng dân số các khu vực phát triển mới ở phía đông thành phố Thủ Đức như khu đô thị sinh thái Tam Đa, khu đô thị Long Trường, Trần Thạnh, khu vực Vườn Dừa, phường Long Phước. Hạn chế phân bổ dân số tại các khu vực dân cư hiện hữu mà hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật khó có điều kiện bổ sung. Các khu vực có chức năng đặc thù hạn chế phân bổ dân số cố định, tuy nhiên nhằm tạo động lực phát triển cho các khu vực chức năng như khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc, khu công nghệ cao, công viên khoa học công nghệ, khu thể dục thể thao Rạch Chiếc, khu công viên văn hóa thể dục thể thao Tam Phú, v.v. cần phân bổ một tỷ lệ dân số phù hợp để kích thích đầu tư phát triển. Cuối cùng là định hướng phát triển các hạ tầng kỹ thuật chủ chốt, bao gồm hệ thống giao thông đường bộ, giao thông công cộng, giao thông đường thủy, cấp điện, cấp thoát nước, thoát chất thải rắn. Tăng cường kết nối liên vùng thông qua các tuyến đường cao tốc, quốc lộ mở mới theo quy hoạch đường bộ quốc gia và quy hoạch giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Mật độ mạng lưới đường cao tốc, trục đường chính đô thị đạt 1 km trên 1 km vuông, đảm bảo so với chỉ tiêu đã được phê duyệt trong nhiệm vụ quy hoạch là 1 đến 1,2, giúp gia tăng khả năng tiếp cận, giảm thời gian kết nối thành phố Thủ Đức với các tỉnh thành trong khu vực. Hình thành các hành lang đông, tây, tăng cường kết nối giữa các trọng điểm phát triển, giữa các khu vực đô thị nằm giữa hai trục xa lộ Hà Nội và cao tốc Long Thành Dầu Dây hiện có khả năng tiếp cận kém. Hoàn thiện khép kín các tuyến đường vành đai, giúp tăng cường liên kết giữa các trục hướng tâm nhằm phân bổ lưu lượng phương tiện đồng đều lên mạng lưới, hạn chế lưu lượng phương tiện tập trung theo các hành lang hướng tâm vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, gây ra tình trạng ùn tắc trên tuyến và tại các nút giao. Các tuyến đường chính đô thị tăng cường kết nối các trọng điểm phát triển, tách biệt với các tuyến giao thông liên vùng, hành lang vận tải hàng hóa. Cập nhật các điểm đấu nối giao thông với thành phố Dĩ An theo các nội dung đã thống nhất giữa hai địa phương. Phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, kết nối các trọng điểm phát triển và liên vùng, mục tiêu đáp ứng 40-60% năm 2040. Các hướng tuyến chính bao gồm Monorail 2, điều chỉnh đi vào lõi trung tâm Thủ Thiêm, nối sang Thanh Đa và đi về phía đông theo trục Đông Tây mới qua Trường Thọ, kết nối nhà ga khu công nghệ cao. MRT, LRT, P2, Thủ Thiêm, Hiệp Bình Phước, trục giao thông công cộng vòng tròn kết nối ga trung tâm Thủ Thiêm, Cát Lái, Tam Đa, Long Phước, khu công nghệ cao, Linh Trung, Hiệp Bình Phước. MRT, LRT, P3, sân bay Tân Sơn Nhất, Vành Đai 2, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, chạy dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, Vành Đai 2 và kết nối với tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm, Long Thành. Tuyến xe buýt trục tần suất cao P1, Phạm Văn Đồng, Tam Đa, kết nối với tuyến BRT4 đi Đại học Quốc gia, bến xe miền Đông mới, Tam Đa, tạo thành một tuyến vành đai ngoài. Tuyến xe buýt trục tần suất cao P2, Tam Đa, khu công nghệ cao, từ Tam Đa đi dọc đường vành đai 3, quốc lộ 1A, bến xe miền Đông mới, khu công nghệ cao. Tuyến xe buýt trục tần suất cao P3, An Phú, Long Phước, tăng cường kết nối Đông, Tây, dọc theo trục đường liên phường. Chi bộ các tuyến đường sắt đô thị kết nối và tích hợp với depot nhà ga đường sắt chính quy hoạch bao gồm ga Bình Triệu, Thủ Thiêm, depot Long Trường, depot Tam Đa. Phát triển các tuyến buýt đường thủy trên tuyến sông rạch cấp 4 kết hợp cải tạo cảnh quan các tuyến đường thủy cấp 6 phục vụ du lịch và đi lại hàng ngày. Các tuyến sông cấp 4 bao gồm tuyến chính Đông Tây, rạch Chiếc, rạch Trao Trảo, rạch Dòng Ông Tố và rạch Ông Nhiêu
phát triển các tuyến buýt đường thủy kết nối với mạng lưới buýt đường thủy đi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí bến đường thủy tích hợp với nhà ga đường sắt đô thị, các tuyến xe buýt đô thị thúc đẩy giao thông công cộng đa phương thức. Các tuyến đường thủy cấp 6 có thể phát triển các tuyến cano du lịch sinh thái hoạt động nội khu do tiềm năng khai thác vận tải bị hạn chế. Cải tạo cảnh quan dọc hành lang ven các kênh rạch phục vụ phát triển du lịch và đô thị. Về định hướng quy hoạch cấp nước, nguồn nước được lấy từ sông Đồng Nai, Hồ Trị An. Duy trì công suất nhà máy nước Bình An 100.000 mét khối ngày đêm. Nâng công suất hệ thống cụm nhà máy nước Thủ Đức lên 2.250.000 mét khối ngày đêm. Duy trì công suất các nhà máy nước Thủ Đức 1, 2, 3, xây dựng thêm nhà máy nước Thủ Đức 4, 5 với công suất 800.000 mét khối ngày đêm. Nguồn nước sông Đồng Nai, Hồ Trị An phục vụ cấp nước cho thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng nhà máy nước quận 9 công suất 500.000 mét khối ngày đêm, sử dụng nguồn nước sông Đồng Nai, Hồ Trị An. Vị trí nhà máy dự kiến đặt ở phường Long Bình, quận 9, quy mô diện tích dự kiến 13 hectare, phục vụ cấp nước cho thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh. Về định hướng quy hoạch cấp điện, nguồn điện cấp cho khu vực thành phố Thủ Đức là hệ thống điện quốc gia thông qua các trạm nguồn 220 kV, 110 kV hiện có và dự kiến xây dựng mới. Lưới điện cao thế cần đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cho các tuyến đường dây 220-110 kV hiện có theo các quy định hiện hành. Giai đoạn đầu, hạ ngầm các tuyến đường dây 220 kV, 110 kV chạy dọc theo đường vành đai 2 và dọc theo các tuyến đường giao thông chính. Giai đoạn dài hạn, khuyến khích hạ ngầm toàn bộ các tuyến đường dây 220 kV, 110 kV còn lại. Các tuyến điện 220 kV, 110 kV xây dựng mới sẽ được đi ngầm. Lưới trung thế phải đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn, đáp ứng nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Lưới điện hạ thế. Hệ thống điện hạ thế sử dụng cấp điện áp 380-220V 3 pha, 4 dây trung tính nối đất trực tiếp, sử dụng cáp ngầm. Lưới điện hạ thế có bán kính cấp điện không quá 300m. Về định hướng quy hoạch thoát nước thải. Bố trí các trạm xử lý nước thải quy mô 38,47 ha tại phường Thành Mỹ Lợi và một phần tại công viên văn hóa thể dục thể thao Hồ Điều Tiết Tam Phú, phường Tam Phú và các trạm hiện hữu. Tiêu chuẩn thoát nước thải lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước. Sử dụng hệ thống thoát nước hỗn hợp đối với khu vực đã có hệ thống cống thoát nước chung, nước thải được tách ra bằng các giếng tách dòng về hệ thống cống chính. Đối với khu vực xây dựng mới, nước thải được thu gom bằng hệ thống cống riêng hoàn toàn rồi đưa về trạm xử lý nước thải tập trung. Nước thải sinh hoạt phải được xử lý đạt loại B theo tiêu chuẩn QCVN 14/2008, Bộ Tài nguyên Môi trường, quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt. Nước thải công nghiệp cần được làm sạch theo hai bước, xử lý cục bộ trong nhà máy để làm sạch nước thải tới giới hạn C theo QCVN 40/2011, sau đó làm sạch lần hai tại trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp đạt tới giới hạn B theo QCVN 40/2011 trước khi xả ra môi trường bên ngoài. Nước thải y tế phải được xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam 28/2010 trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung. Về quy hoạch chất thải rắn, đảm bảo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn của đô thị loại 1, cụ thể như sau. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, phân loại tại nguồn thành chất thải rắn vô cơ và chất thải rắn hữu cơ. Chất thải rắn vô cơ được định kỳ thu gom và tận dụng tối đa đem đi tái chế. Chất thải rắn hữu cơ được thu gom hàng ngày và xử lý tại khu xử lý chất thải rắn chung. Chất thải rắn công nghiệp cần phân loại chất thải ngay tại nguồn, tận thu, tái sử dụng, trao đổi hoặc bán lại cho các nhà máy khác sử dụng để giảm giá thành sản phẩm. Phần chất thải rắn không sử dụng được vận chuyển ra ngoài, đổ vào bãi chôn lấp cùng với rác thải sinh hoạt. Đối với chất thải rắn nguy hại, các nhà máy phải có phương án xử lý riêng. Chất thải rắn y tế được xếp vào loại chất thải nguy hại phải được xử lý bằng lò đốt đạt tiêu chuẩn. Khu xử lý chất thải rắn bố trí hai nhà máy đốt rác thu hồi năng lượng tại đường số 2, phường Linh Xuân, khu vực tiếp giáp khu Đại học Quốc gia và tỉnh Bình Dương, và phường Long Bình, khu vực tiếp giáp công viên lịch sử, văn hóa dân tộc và sông Đồng Nai, với tổng công suất giai đoạn 1 là 1.600 tấn ngày đêm, giai đoạn 2 là 2.300 tấn ngày đêm. Bố trí xây dựng thêm 4 trạm ép rác kính tại các phường Linh Xuân, Tăng Nhân Phú A, Long Trường và An Phú, với diện tích mỗi trạm khoảng 3.000 m2. Xin trân trọng cảm ơn.